Chào cậu đẹp trai. Có cao có to. Em chào anh. Đó. Chào em. Dạ. Qua coi đi. Cao to chị ơi. Nhà trai tôi mặn mòi lắm à, phong sần lắm á. Trời ơi, nấu dê dê chín, nấu bò bò tiêu đó. Đầu bếp mà. Rồi, mời anh ngồi ạ. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Rồi bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Đây. Dạ, chị Ngọc Lan. Em tên Lâm Quốc Đẳng, năm nay 46 tuổi. Dạ, em làm kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do? Dạ. Kinh doanh về gì em? Em mua bán hủ tiếu, mì thịt tiệm đồ. Dạ. À dạ. Bán ở đâu? Em bán ở Liên Lương anh. Là hôm chung với những người bạn mở cái quán mì thịt tiệm ở Liên Lương. Từ quê mình ở đâu hay là từ quê em ở Sài Gòn luôn. Ở Gò Vấp luôn. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào anh MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Cùng toàn thể khán giả có mặt ở chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Thùy. Em sinh năm 1982. Hiện nay em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Dạ, mình đang sinh sống ở đâu vậy chị Thùy? À, hiện tại bây giờ em đang sinh sống ở Đồng Nai. Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì chia sẻ trong cái công việc chuyên viên hàng ngày, trong gia đình giữ con. Việc gì có thể làm được hết. Dạ. Em giúp đỡ người khác khi người ta khó khăn cái gì đó, em làm từ thiện. Rồi, tốt. Đi chùa. Dạ. Còn cái điểm yếu của em thì có cái gì bức xúc là nói ra liền, chứ không để mà để cho ngậm ngùi, để mà lâu nó bùng phát. Để em nói ra liền là phải tự giải quyết liền. Ừ. Dạ. Rồi. Dạ, cái điểm yếu của em đây. Mời nhà gái. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì hả chị? Em có ưu điểm, điểm mạnh của em là người nói chung là cũng chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc và cũng hòa đồng với bạn bè, vui vẻ và cũng có một tí hài hước. Điểm yếu thì nói chung là cũng đôi lúc là cũng có tính, có một tí cố chấp và cũng nóng nảy, và có một cái tật xấu là hay ngủ nướng mà ngủ rất là nhiều luôn ấy. Dạ. Với hai nữa là cũng thường xuyên xem phim, mà tật xấu xem phim mà phim hay hoặc là phim trai đẹp là xem đến xuyên đêm luôn. Đó là có những cái tật xấu. Coi hết thì tôi coi bao giờ hết phim rồi. Không, đó là mình tận hưởng đó chị, không sao cả. Mai mốt kiếm người về coi chung còn vui nữa. Cũng mong thế. Dạ. Bên đây ta đi nấu nướng bán buôn hoàng về, ta cũng muốn xem phim lắm á. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì mình cho bên nhà gái biết làm đường tình duyên mình sao nè em trai. Dạ, đường tình duyên em nó cũng lận đận anh. Lận đận. Dạ, em có hai đời. Hai đời vợ hả? Dạ, đời vợ trước thì có đứa con 5 tuổi thì bà xã không may bị mất. Sau em cặp cái cô đó thì năm 2006 tới bây giờ luôn thì em thôi. Do là mâu thuẫn gia đình, hai cái quan điểm nó khác nhau. Rồi, coi như không hợp nhau đi. Dạ, không hợp. Mình có một đứa con đầu thôi. Dạ, đứa con đầu con gái là 23 tuổi. Còn thằng nhóc sau này là 15 tuổi. Nhưng mà không có đứa nào ở với em á. Đứa con gái thì nó có nhà ổn định, riêng nó ở riêng rồi. À. Còn thằng con trai thì đã ở với mẹ nó. Em vẫn chu cấp bình thường. Và em ở con mình với dạ, bà già thôi. Dạ. Rồi, bên nhà gái đã nghe sơ sơ về lý lịch của chàng nhà trai rồi. Bây giờ nhà gái của mình đường tình duyên như thế nào? Mình nói cho nhà trai biết đi. Dạ, đường tình duyên của em thì em trải qua một mối tình, yêu nhau và quen nhau được 6 tháng rồi đi đến hôn nhân luôn. Thì hai vợ chồng nói chung là sống với nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ có mỗi cái là sống với nhau được khoảng 6 năm thì mình không ở với nhau 6 năm mà không có con á. Thế cho nên là mình cảm thấy là áp lực từ gia đình hai bên nó cũng nhiều. Với cả anh ấy lại là con trưởng con một nữa, cho nên là bắt buộc phải có cháu. Vì thế cho nên là mình chủ động chia tay với anh ấy để cho anh ấy là có thể là tự do và tìm một người mới, có thể là sinh con đẻ cái anh ấy được. Trời ơi. 2016 là bắt đầu chia tay ly thân, và đến 2021 thì mới bắt đầu dẫn đến ly hôn. Thì anh ấy đây đã có gia đình và có con thì mình mới quyết định là ly hôn với anh ấy. Thì ly hôn xong thì sống từ đấy giờ là sống độc thân như thế, không quen biết ai. Với hai nữa là mình cũng làm việc trong cái môi trường gọi là ít tiếp xúc với cả con trai ấy. Cuộc sống kiểu nói chung là cảm giác nó kiểu cứ hơi độc thân như thế, cũng hơi buồn. Trời ơi, cô gái xinh đẹp thế này mà sống buồn quá nha. Đấy. Thương quá. Sống một mình rất là buồn luôn. Bên đây cô gái rất là xinh luôn á nha. Dạ. Ở một mình đó. Bây giờ nè, em muốn tìm một người yêu thế nào, em diễn tả xem có thể giống cô này không? Em không cần đòi hỏi gì hết. Ừ. Em chỉ cần cái người bạn đi cùng em. Vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ.
Đơn giản vậy ha. Rồi, thật ra rồi. Anh cũng đã trải qua hai đời vợ rồi. Đúng rồi. Bây giờ anh cũng đâu có mong cầu cái gì nữa. Nhưng mà giờ em gái mới quan trọng nè. Đúng rồi, khó đó. Em muốn tìm một người thế nào? Nói chung là em bây giờ muốn tìm một người là hiểu em, quan tâm em. Những vấn đề khác em không để ý. Hiểu thì chắc em sẽ có kinh nghiệm để hiểu ha. Dạ. Quan tâm chắc có kinh nghiệm rồi. Dạ. Cố gắng lên tùy theo em thôi. À, bây giờ chị nói cụ thể đi. Là chị muốn có một cái người bạn trai ngoại hình như thế nào, cái hình mẫu lý tưởng như thế nào để em chạy qua bển em coi coi nó có giống không. Nói chung hình mẫu lý tưởng thì người phụ nữ nào cũng thích, nói chung là cao to, cao to đẹp trai. Có cao có to. Em chào anh. Đó. Chào em. Dạ. Qua coi đi. Cao to chị ơi. Nhà trai tôi mặn mòi lắm à, phong trần lắm á. Trời ơi, nấu dê chín, nấu bò tiêu đó. Tạo bếp mà nấu ăn bán đồ ăn nữa mà. Rồi cái gì nữa không chị? Thích gì nữa? Một cái thích đấy là thích được nghề nấu cơm, nấu đồ ăn cho. Trời ơi khỏi lo, mình đây nấu tới cái gì luôn. Ăn sáng, ăn phở, chiều ăn mì vịt tiềm, ăn hoài luôn. Không lo gì hết. Rồi chị có điều gì không thích không? Có điều không thích là mong cái người con trai đấy đừng có gia trưởng rồi là bảo thủ cố chấp quá. Nhường nhịn phụ nữ tí. Người con gái bên em nhẹ nhàng, dịu dàng lắm, hay lắm. Anh có gia trưởng không? Không, anh người Nam mà. Đâu gia trưởng, anh sống hòa đồng mà. Dạ. Có thể giữ con, gu con luôn nữa. Được á. Đó, ngon lành. Chị ơi, bên đây cũng được lắm chị ơi. Chị cái số phận nó không được may mắn lắm thôi. Đúng rồi. Lần đận thôi. Có lẽ là không may mắn là đúng để rồi. Hai anh chị ngày hôm nay gặp nhau đó. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ, em đi với cả em trai em và một cô bé đồng nghiệp làm cùng em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, cùng chị Ngọc Lan. Em chào anh. Em là em trai của chị Thùy. Em nhìn anh thì anh trải qua hai mối tình, hai đời vợ á. Thì em nhìn anh là thứ nhất là chắc chắn về chuyện gia đình thì anh là ok rồi. Anh cũng là một cái goal của em, muốn làm đầu bếp á. Chị của em cũng có thể nấu ăn được ngon. Thì em thấy anh cũng là ok rồi. À, cùng muốn làm đầu bếp luôn. Được á. Anh để với em trai là kết hợp được á. Cảm ơn em. Rồi, nhà trai mình đi với ai vậy? Đi với hai bé gái, cháu gái. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và mọi người ở trường quay. Con thấy cô này sao, nói cho cậu nghe đi. Thì con thấy cô là một người xinh đẹp, dịu dàng, toát lên một cái vẻ là rất là chăm lo cho gia đình. Nếu như mà hợp với cậu con á, con nghĩ là hai người sẽ rất là đẹp. Ừ, rồi, ok. Cảm ơn cô gái. Mở rào. Bây giờ hai người bắt đầu trò chuyện đi nha. Để xem sao. Trời ơi. Anh có món quà này. Tuy nó xấu nhưng mà trong lòng rất là đẹp. Tại vì anh tặng cho em mực ong để uống để giữ gìn sức khỏe. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Tặng anh cây may mắn và mong là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho anh ạ. Tức nghĩa là anh lúc nào cũng giữ nó. Dạ. Thì anh ở bên em. Dạ. Em nhận xét người đàn ông như thế nào khi mà tức nghĩa là đã đổ vỡ hai lần? Cái này em cũng khó nhận xét tại vì nói thật anh là em cũng va vấp ít chứ cũng chưa được nhiều. Tại vì nói chung là anh cũng mong không may mắn gì đường tình duyên. Dạ. Anh cũng muốn tìm người phụ nữ nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Đôi lúc anh cũng sợ. Dạ. Thế giờ anh mới hỏi em điều đó. Dạ. Em cũng giống anh thôi. Tại vì là cùng hoàn cảnh nên mình hiểu được. Tại vì mình đã đổ vỡ một lần rồi thì mình sẽ cảm giác rất là sợ. Vì thế cho nên là mình cứ sống trong môi trường nó độc thân nó mãi anh như thế vì mình rất là sợ. Tại vì theo quan niệm của anh là anh có một cái quy tắc. Dạ. Tức là trong cái mối quan hệ nếu mình sống chung với nhau á. Dạ. Có một cái nội quy riêng. Tức nghĩa là có cho dù gây lộn cấp mấy không bao giờ ra khỏi nhà trong lúc 11 giờ ở trong nhà, muốn nằm đâu nằm. Dạ. Tức nghĩa là hai người đang giận nhau đúng không? Dạ. Anh muốn nằm đâu nằm, nhưng mà đi đâu đi cũng phải 11 giờ về trong nhà, ngủ trong nhà. Dạ. Chứ không bao giờ đi qua đêm kiếm cớ đi nhậu hay cái gì đó, không biết là em có thấy anh khó chịu hay không? Dạ không, tại vì em, con người em thì cũng ít khi tụ tập lắm, ít khi tụ tập bạn bè. Còn mà anh có một cái khúc mắc gì là anh nói thẳng ra, nói hết rồi thôi, hai đứa cùng nhau và để mà chia sẻ trong cuộc sống. Bây giờ mình ngồi ngồi ghế đi, ngồi ghế còn nói chuyện lâu xíu. Bây giờ mình bàn nhau cái chuyện con cái đi. Mình
Nói chung là về phần con cái thì em là người nghĩ cũng thoáng. Tại vì thứ nhất là trước đây thì em cái thời giai đoạn mà ở chung với nhau nó muộn con thì em mới là rất là cần. Nhưng mà đến lúc là sau đấy là em ly hôn rồi và sống độc thân mãi đến thời điểm bây giờ, tự nhiên nói quá quá tự nhiên em cảm thấy em không muốn có con nữa ấy. Kiểu như là cái cuộc sống độc thân với cả là tự do tự tại của mình nó quen rồi. Cho nên ví dụ như mà anh và em có đến được với nhau, chẳng hạn có đến được với nhau ấy, thì về phần con cái thì em cũng không quan trọng. Dạ. Tức là em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh muốn tìm hiểu em nó có ràng buộc có cái gì đó không? Tại vì em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ, em sống tự do nó quen rồi, nhưng mà ví dụ như là anh yêu cầu một vấn đề gì đấy thì em phải xem cái vấn đề đấy xem là em có, ví dụ em có đáp ứng được không chẳng hạn hay như thế nào đó. Tại vì mình tại vì quen em cũng nói thật với anh là em đồng quen em tự do nó quen rồi nên em cảm giác cuộc sống nó tự do tự tại ấy. Nhưng mà đợt vừa rồi mọi người cũng khuyên nên là nên cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu thêm một lần nữa ấy, cho nên là em mới quyết định là đăng ký tham gia chương trình thì xem mình có cái may mắn đấy không. Tại vì cái số của em từ trước đến giờ là hình như là nó không may mắn về cái đường tình vậy. Duyên với con cái sao á. Anh nên cũng em rất sợ. Nhưng mà em cứ nên nghĩ không có đường nào bế tắc á, chẳng qua là mình không chọn đúng con đường thôi. Dạ. Anh sẽ mang lại những gì cho em cần thiết nhất trong cuộc sống. Rồi bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái đi, mình cảm nhận như thế nào, mình có thể hát tặng em gái một bài ha, hay là làm cái gì đó. Anh có tài gì ngoài ca hát không? Thí dụ như em đang chóng mặt đầu, anh có thể show bóp cho em đó. Trời ơi, đó mình thể hiện tài năng của mình liền, giàu quá. Thí dụ đột quỵ á, bấm nhẹ nhẹ thôi nha, có gì tôi không chịu trách nhiệm nha, tại run quá. Rồi cái bài này là để trị liệu dễ gì anh? Chống đột quỵ chị. Dạ. Nên là mình so bên mũi, mình so bên mũi với lại hai cái giấy tay. Dạ. Mỗi buổi sáng mỗi trước khi đi ngủ em pha cái ly nước ấm, bấm ông vô, bỏ miếng chanh vô. Mỗi buổi tối em đi ngủ, sáng em chỉ uống vậy. Lọc, cái nhất là lọc cơ thể, cái hai là nó có oxy trong máu, nó bơm lên não, nó không có bị. Còn nếu cảm thấy mà mình suy nghĩ mà nó trong đầu mình quần quần, em cứ vuốt ra, vuốt trong đầu 5 phút. Dạ. Rồi so hai cái lỗ tai, tự nhiên người em nó sáng lại. Dạ, mắt em mới sáng lại. Dạ. Thôi mấy cái này mai mốt anh về anh làm cho chị luôn. Dạ. Mình cảm giác người đối diện sao rồi? Sự rung động. Hồi hộp. Nói chung là từ hôm qua giờ em ngủ không được. Nhưng không mà được. Khi anh gặp cô gái này anh có rung động hay không? Cũng hơi hồi hộp chút xíu. Nói chuyện nó hơi rung rung. Thật ra cô gái này đó rất là xinh nha. Cô đã sống tự do và sống khép mình, tránh khỏi đàn ông nó xa lắm rồi. Bởi vì em mới sợ điều đó. Đó. Nhưng nếu chúng ta chinh phục được, chúng ta biết quyệt bấm, bấm cái hết bệnh liền. Anh bấm thẳng vô trái tim cho em. Quan trọng là biết bấm quyệt hay không thôi. Bây giờ là bước tới thế nào đâu. Nào, đứng lên em gái. Bàn tay nắm lấy bàn tay. Rồi, muốn làm gì làm, muốn nói gì nói đi. Anh cũng không biết nói gì nên nói chung là anh sẽ cố gắng chinh phục được em. Hát một bài nào đó. Em hát nhạc buồn không? Kệ. Nếu biển không có sóng, biển đâu còn dài khờ. Nếu đê không xó lòng, thì tóc em đâu có bồng bềnh. Hát chưa? Dạ, hát rồi đó. Thôi mời hai anh chị về chỗ đi. Về chỗ nè. Thật ra ca hát nó cũng chỉ là một chút để chúng ta gọi là vui, để đem cảm xúc cho nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quyết định bằng chính trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa đi. Lắng lòng mình lại. Mình lớn rồi, mình suy nghĩ cho chín chắn và quyết định cho đúng lúc. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng chị, chúc mừng anh chị. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nào, nắm tay nhau đi. Xen tay vào nhau cho nó tình cảm nào. Đang nóng quá. Đã đến lúc chúng ta hãy lan tỏa tình yêu với nhau. Đã đến lúc hãy chăm sóc với nhau, quan tâm lẫn nhau, để cuộc đời nó đỡ lẻ loi. Em gái nha, cảm giác giờ làm sao nè? Run quá. Run hả? Bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên với người đối diện cho anh.
Xin chào anh. Chào con, con khỏe không? Dạ, con khỏe lắm anh. Đó, hôm nay con rất khỏe. Hôm nay chúng ta đang cũng đời. Chúng tôi đang đến với dự án khủng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, hào quang rực rỡ. Thì có rất nhiều nghệ sĩ hôm nay tham gia nha, rất là nhiều. Nó là một dàn ngôi sao rất là nổi tiếng. À đây, đây là dàn ngôi sao rất là nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh, Live Stream đó nha. Oh, xin chào Hà Nam. Dung đâu? Đúng rồi. Dung đâu? Dung đang bận không dạ. Tới được. Mà tụi em vẫn đợi hồi âm từ anh. Ôi trời, chết rồi quên. Chưa xây dựng anh đâu hết trơn. Chết rồi. Đang hôm nay mà muốn quên. Thôi có tới bây giờ đi kiểm tra lại Nam cái. Ok. Thôi nói chung là ok đi rồi. Okay, tính cái lịch từ nó ấy ra nha. Ok, để cho gặp gỡ mọi người ở đây. Ấy, ông Trùm Hậu đây. Rồi, xin chào. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ rất là nhiều người nổi tiếng thế giới showbiz nha. À, Minh Tuấn hôm nay bán điện thoại rất là đông luôn. Hôm nay là ngày hấp hôn rồi.
À có tiếng chưa? Giờ có tiếng. Rồi xin chào. Vô em ơi, vô chưa? Vô chưa? Hả? Ok. Em xin phép chụp với chị luôn anh. Gửi cho thầy, gửi lại thăm thầy Phú nha. Dạ. Bữa nào ghé luôn. Vô luôn. Hả? Đi vô, vô. Đi vô thôi. Xuân vô chưa? Chưa. Em vô luôn nha. Em vô luôn đi ha. Vô thôi. Dạ. Vô Linh với Sen với Quốc Nghiệp vô luôn nè. Em khỏe không Nghiệp? Hả? Em có gì mới không? Đi vô. Rồi qua đây còn nhiều nữa. Hôm nay là hai vợ chồng luôn nha. Đó. Mọi người đến đây để dự một buổi họp báo hoành tráng luôn, hào quang rực rỡ. Chút xíu ta sẽ gặp gần như toàn bộ giới showbiz. MC ngày hôm nay rất xinh đẹp. Hơi mờ quá. Rất là nhiều hoa luôn. Hả? À, ở đâu? À, ok. Ai? Không, tôi chưa giới thiệu, còn giới thiệu mình. Anh ơi. Chương trình ngày hôm nay rất là mờ quá. Dạ. Dạ chị. Chào Dương. Dương đây luôn. Quá trời hoa luôn. Một vườn hoa luôn. Hả? Hoa quá trời luôn quý vị. Tiếp theo xin mời các bạn cùng gặp gỡ nhà sưu tú Quốc Nghiệp và Osen Ngọc Mai. Với lực lượng rất là đông đảo luôn. À, xin chào em. Còn là trai tài cái sắc không? Chào em. Xin chào. Sẽ tụi này sẽ thấy hết nha. Xin chào em. Lâu quá mới gặp yêu. Thank you.
ha. Chào con. Em đứng trước mình vô, từ từ. Đây đây là chị Cẩm Vân, anh Khắc Thiệu và con gái. Ok. À, chị, dạ chào anh. Hello con. Chú lai like, lướt hoài luôn nha. Fan ruột đó. Fan cứng luôn á. Dạ có. Tại em đây, em đang em. Ủa trời đất ơi, không nhận ra. Khẩu trang không nhận ra luôn á. Em phải ngụy trang. À ngụy trang hả? Ngụy trang tốt hả? Cái gì vậy?